Alo. Thôi là em có thể coi là sẽ có điện được vài ngày được không ạ? Không sao chị.
nha. Ba muộn thành đến đây là tối là tôi chân vô chồng không lo gì cho vợ cho con hay sao mà nói tôi vậy quê nha. Chú Ngọc hôm nay đó, chú hiện ra rồi. Không nhìn chứ đâu chị ạ.